Xin chào bà con. Thì kế bên nhà chú Tùng thì cách chú nhà chú Tùng thì khoảng vài căn thôi, thì cũng còn một cái trường hợp rất là khó khăn. Được chị Ngọc giới thiệu, chị Ngọc thì cũng được người khác nữa giới thiệu, rất là nhiều người giới thiệu cho chị Ngọc. Thì mình theo chị Ngọc để mà tới cái hoàn cảnh đặc biệt này nha bà con. Dạ, chào chú. Nằm đi bà ơi. Sao đâu? Không. Khóc nữa. Bà nằm đi. Không cần ngồi. Sao không nói này, nằm đi. Không sao. Ông bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bà 68. Bà ơi, bà gịch nó lật cái đó ông bà. Dịnh dịnh đỡ, đừng gịch. Thôi nằm đây đi. Thôi bà nằm đó đi, không cần phải ngồi. Cái bàn đó nó đè bà nữa. Ông năm nay bao nhiêu tuổi? 61. Còn mà cụ gì rồi, cụ lớn hơn không? Dạ. Hay là yếu quá trời luôn rồi. Thôi bà đừng, bà nghỉ đi, không cần phải ngồi vậy. Bà dịnh thôi, nó đè bà đó. Để đại đi. Rồi nấu ăn đây ha chú. Tại dưới đằng kia. Hết tiền mua cá thì nấu cỗ cũng quá trời khổ hai người. Cái giường này đó thì cháo của. Dạ. Nó mới xây cái cháo giường 3 ngày nay. À cái này là cái giường bê tông luôn ha. Dạ. Con lần thì cái giường này là cũ mà để lâu với nó sụp chứ. Dạ. Về có cháu của cậu đó thấy cũng thấy hoàn cảnh đê bê cũng khó khăn đó. Rồi cũng hỗ trợ cho đâu 2-3 thùng gạch cho đó, rồi chán đỡ cho bà Năm đỡ. Chứ nằm lúc hổm nằm nó gập gền nó mới gặp, nó sụp. Dạ, nè. Nó sụp nằm gập gền. Dạ. Bà Năm gì rồi mua rồi đó, nó tạc vô không? Che à, mấy trên đó thì bữa hôm đi gió em sập xuống đó. Thì mưa lớn nó tạt lắm, tại vì cửa sổ cửa độ không có, rồi dừng qua cái bao không, ngoài gió vũ gì nó nổi. Mưa vũ cũng tùm lum chẳng hả? Dạ, ở đây thì... tiểu đường rồi qua cả biến. Dạ. Thì chắc cô bà nằm thôi chứ bà đâu có đi lại được ha. Cái lử giờ nó bị thục vô rồi, nó chuyện được. Vậy là như là đâu nói chuyện với mình được, không nói chuyện được, nói thì nghe được nhưng mà nói lại với tiếng nghe tiếng không thì dễ. Cảm ơn đây ba, cảm ơn mấy chú, cảm ơn mấy chú. Thôi ba, được rồi ba, được rồi, để mà nói khóc nữa. Ba bệnh lâu chưa chú? 4 tháng. Mới 4 tháng. Và trước 4 tháng trước là vẫn bình thường, vẫn nói chuyện bình thường, đi được bình thường. Đi được 4 tháng này màu mọi người trước yếu hơn cái bệnh chưa bệnh rồi bà làm gì không gì xô đất này là của ta của mình chứ của mình có cái mình nhà cũng ở phía sau của người ta luôn hả? Nhà này mình cắt là nhà nước không ấy, nhà nước cho 11 triệu cắt cả này cũng 8 năm rồi. Đây là vết tôn kia, vết vết nguyên lá. Rồi cũng như này cũng chú lấy thì ví dụ như lúc trước thì chú làm gì cũng được mong ước không à, kêu lắm mấy không bây giờ tiền đâu sinh sống rồi chú. Thằng có thằng trai ở Bình Dương lâu lâu nó cho gửi về cho 200 ngàn thuốc mang cho bà. Ủa nhưng mà có nhận được tiền hỗ trợ của trên từ đầu nữa không chú? Nó hỗ trợ lâu lâu thì bên chùa hay là nhà nước rồi cho chục cái gạo với đường bột ngọt nữa. Cái này chưa có những tật mà cũng chưa phải là người già luôn. Bởi vì thật ra người ta đâu có giống như người khuyết tật thì người ta cắt tháng 200-300, còn mà mình không có. Yeah. Thôi bà nằm đi, bà nằm xuống đi. Không cần phải ngồi. Ta cũng
thấy. Dạ giờ uống thuốc gì chú? Thì đó là cũng đi uống thuốc nam. Thời gian đi không có xe nhà đó, đi xe ông đó ôm quá. Một ngày là 70 ngàn. Đâu có tiền đâu đi, thôi bây giờ về uống thuốc tây. Mua tiệm thuốc tây uống. Chứ mình có bảo hiểm gì không? Mình không vô bệnh viện mình khám mình lấy thuốc. Không, bà bị giờ không có bảo hiểm. Mình có sổ nghèo không chứ? Tôi thì có, bà tại bà ở lậu. Tôi vô gặp bà được nè. Dạ. Bà giờ bà nhớ số tuổi của bà không? Chưa. Không biết được, không biết số tuổi luôn rồi. À, nhiêu tuổi? Giao. Không được. Sao biết thì nhưng mà nói không được. Trời ơi. Để vũ vậy rồi tiền sinh khỏe hàng ngày rồi sao chứ. Tôi cũng làm từ thiện á, lâu lâu đi đó cũng được 5 mấy chỗ, 2 3 chỗ. Mấy em đồ không bé. Vậy thì một ngày cũng uống gì là gì? Giờ 20 tờ cho con ở rau cũng gửi về vài trăm. Cái mua lo nó mua nhiều để dành ha. Sàn tích miễn gói gì gói kiếm rồi mua dành. Ráng chú kia thì ráng được 200 ngàn. Có sống trong mình à. Chú qua đây tháng nha, anh trai gửi 200-300 rồi chú sống hai người luôn. Tháng này không có luôn không chú hay là sao? Tháng nào qua tháng nó gửi diện lại chứ. Hai ba tháng được lần à. Được phải tháng nào cũng có. Tháng nào cũng có ông đỡ. Ông kia thì tháng nào cũng có, cũng đỡ của mình sống. Còn ông lâu lâu 3-4 tháng nó gửi có 200 ngàn, 300 ngàn rồi. Cái này mình xài nước cây nó xong chút. Vô nước cây vô cũng phí luôn à. Nhiều lắm rồi. Bình thường nhà nước mình. Ngày ngày chú nấu cơm hả? Nấu đây rồi nấu đây ăn đây rồi vệ sinh về đồ giặt đồ cho má nó chung thấy cũng khổ cái về nè cái gì vậy tôi cũng thể gắt cho người mưa tạt vô chân cái này mưa thì dính mưa lớn tạt hết ướt hết mưa lớn mà gió là tạt nó vũ vô tạt gió trong này đó. Cái này che bằng miếng giấy thôi. Nó không ăn chịu thu rồi. Hở chân rồi. Ôi, quá dịnh vô không có đưa. Cái này nó hở chân luôn rồi. Này cũng nhờ mấy cây bê tông cứng chứ thôi cũng. Đó cũng nhờ mấy viên cột ngay nhà của anh Tùng bến. Cái cột thôi. Gió hỗ trợ thì tầm mưa rồi. Đến thăm gia đình của chú chứ thăm gia đình của hai ông bà thì thấy hai ông bà quá trời khổ rồi giờ ông bà cũng nằm đó không có làm việc được mà còn rất là nhiều bệnh nữa nay đến hỗ trợ cho chú gửi cho chú số tiền cái tiền này là của cô Phụng cô cũng ở nước ngoài gửi cho chú 2 triệu tôi còn cảm ơn chú rất nhiều rồi. Dạ, con hy vọng là số tiền này giúp cho chú có được tiền mua cơm mua cá rồi cái gì lo cho bà. Dạ, em cũng xin thay mặt gia đình cảm ơn cô Phụng, cảm ơn anh Toàn, chị Kiều đã có công với hai hộ gia đình đây. Cảm ơn cô Phụng đã mà nhiệt tình hỗ trợ cho chú, cho cô để có tiền uống thuốc. Xin chúc tất cả dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống xin hết. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Để thời gian về chú ơi. Rồi mua thuốc cho bà được thời gian đi. Thì để đó để dành đó. Dạ nè. Cảm ơn cô. Dạ dạ. Mấy chị mình rất nhiều nha. Dạ dạ. Tại vì cũng hỗ trợ giúp đỡ mấy gia đình của con Năm với anh Tùng cũng khó khăn quá đó. Thì dạ. Được hỗ trợ hồi này thì cũng không biết nói sao. Cảm ơn mấy anh mấy chị rất nhiều. Dạ. Em về luôn chứ. Dạ, thay mặt cho. Em về luôn chị. Cho hai ông bà. Cảm ơn cô Phụng rất là nhiều. Chúc cô Phụng nhiều sức khỏe, rất nhiều may mắn trong cuộc sống. Bây giờ tụi con về. Trời cũng đang mưa. Giờ về giải quyết vậy. Xin chào tạm biệt bà con. Hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo.